Hello hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Lại là quà vô cực của các bạn đây. Bạn đang ở nhà một mình nắng, một mình mưa, một mình thui thủi sớm trưa một mình. Thế thì các bạn ơi, phải xem ngay chiếc video này nhá. Đảm bảo các bác sẽ có một ngày đáng nhớ luôn. Cùng quà vô cực đi khám phá ngay và xem lại 10 đoạn video huyền bí nhất cực sốc trên thế giới các bạn nhá. Let's go. Thứ nhất, cổng không gian. Các bạn có thích xem những bộ phim xuyên không không? Chỉ cần rơi vào một cái hố hay là bước qua một cánh cổng là đến thế giới khác. Đấy, mỗi lần xem là tôi là nghĩ ảo thiệt các bạn, làm gì có chuyện đó trời. Vâng, cho tới khi chúng ta xem video này. Đây, tại một bãi đỗ xe ô tô, camera ghi lại cảnh tượng vô cùng khó hiểu. Một người đàn ông sau khi đậu xe thì ánh sáng vòng tròn bất ngờ xuất hiện, nó to dần như một cánh cổng thời gian vậy đó. Rồi, cặp đôi trẻ bước ra. Thế nhưng, chàng trai trẻ vì tò mò đã bước vào vầng sáng đó ngay. Vừa mới vào thì cánh cổng đã biến mất tăm hơi luôn. Cô bạn gái chỉ còn biết hoảng hốt và cũng không thể nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa. Có lẽ anh chàng này đã xuyên vào một thời không khác, có khi về với thời cổ đại làm vua cũng nên các bạn ha. Thứ hai, ai ở ngoài cửa sổ? Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những vị khách không mời mà tới một cách bất chợt và bất ngờ. Một đoạn video ấn lạnh đã quay lại tại nhà của một YouTuber nổi tiếng người Nhật. Đừng quá chú ý đến cô gái xinh đẹp này nhé. Các bạn hãy nhìn về phía cánh cửa kính lớn đi kìa. Khi cô nàng vẫn còn đang ngồi nói chuyện chém gió thì một vị khách bất ngờ xuất hiện ở ngay đằng sau, đứng ở giữa tấm rèm. Nào nào nào, các anh em nhìn thấy chưa? Mới đầu nha, tôi còn tưởng đâu là bố hoặc là họ hàng của cô ấy á. Thế nhưng khi mà nhìn kỹ hơn thì các bạn thấy rồi đó, nó không hề giống với con người chút xíu nào luôn. Khuôn mặt thì mờ mờ, làn da thì thâm xì, đôi mắt thì trời ơi lồi lên trắng toát, gương mặt hốc hác như một bộ xương di động vậy đó các bạn. Được con gái, người này mặc cái áo đỏ màu sọc, trông cũng khá nổi bật và bảnh tỏn quá trời chứ. Người xem đã cảnh báo cho cô nàng về sự hiện diện của tên kỳ lạ này. Rồi cô ấy cũng đã bắt đầu kiểm tra, thế nhưng sau đó sinh vật lại biến mất không thấy tăm hơi đâu luôn. Ôi tốt nhất là nếu có nhạn mình vào ban đêm, các bạn cũng nên đóng hết rèm cửa lại giùm tôi nghe. Thứ ba, yêu tinh trong rừng sâu. Các bạn ơi, có còn nhớ những yêu tinh trong bộ phim Harry Potter không? Chúng ta thường nghĩ yêu tinh chỉ là trí tưởng tượng của con người mà thôi. Thì tuy nhiên các bạn biết rồi đấy, thế giới của chúng ta có vô số những điều kỳ lạ và bí ẩn mà. Rất là nhiều thứ đã được camera quay lại. Vào tháng 12 năm 2021, hai nhà thám hiểm đã công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh đáng sợ. Trong rừng sâu, cặp đôi đang chuẩn bị quay những thước phim tư liệu. Khi camera lia tới thì đã bắt gặp ngay một sinh vật bí ẩn. Đấy, các bạn có thể thấy nó giống hệt với loài yêu tinh, thân người thì nhỏ bé, thấp tẹt à, làn da thì nhẵn nhụi, hai chiếc tai dài đặc trưng, vừa đi vừa nhảy, thật không thể nào mà tin nổi vào mắt mình nữa. Con yêu tinh cực kỳ sống động và chân thực đến từng góc quay. Đoạn video đã trở nên cực kỳ nổi tiếng và lan truyền trên cõi mạng đến chóng mặt luôn. Nhiều người tin rằng nó là thật, thế nhưng cũng có người cho rằng đây chỉ là sản phẩm của Photoshop và kỹ xảo mà thôi. Thứ tư, ai đợi bạn ở cuối hành lang? Trong các bộ phim ma mà chúng ta hay xem á, cái con ma nữ, ma nam thường xuất hiện bất ngờ ở hành lang trường học và bệnh viện. Quả thật, phải công nhận là các nhà làm phim á, bám rất là sát vào hiện thực luôn các bạn ha. Tại một ngôi trường được cho là bị ma ám ở Trung Quốc, một nhà thám hiểm huyền bí với bộ gan cực kỳ to đã tới đây thám hiểm. Rồi, đi dần dần đến cuối hành lang khi mà ánh đèn pin vừa mới rọi sang đến gần. Những người anh em thiện lành đã thấy gì chưa? Một bóng dáng mặc áo choàng đen đang lững thững bước đi như người mất hồn vậy các bạn. Và liệu đây có phải là một mụ phù thủy tác động trong truyền thuyết không? Anh thợ săn ma mà vừa nãy tôi mới khen là gan dạ xong tưởng thế nào, vậy mà cũng hét toáng cả lên vì sợ hãi tột độ. Một bất thình lình, con ma này ngồi sụp xuống để lại chiếc áo choàng đen. Nó đã biến mất không một dấu vết theo cái cách bất ngờ y như trong phim vậy. Phù thủy đã tan chảy như The Wicked Witch. Thật đáng sợ nhưng cũng thật là khó hiểu các bạn ha. Thứ năm, sinh vật bí ẩn. Các cụ nói thì quả nhiên cấm có sai, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Cẩn thận đi đêm các bạn lại quay được một loài sinh vật bí ẩn nào đó nha mọi người. Một anh chàng đang hít khí trời vào buổi đêm, bất ngờ trông thấy một quái vật, monsters, thứ thiệt, đi đi lại lại như đang tìm con mồi để bắt về á. Kinh khủng thiệt chứ. Vậy nhưng người quay phim máu liều cũng khá là cao nha, gặp quái vật mà còn lén lút chụp ảnh, quay video các thứ nữa chứ trời, hảo hán thật sự. Cơ mà thế mới có video cho anh em xem chứ, phải không? Thứ sáu, có gì bên trong ngôi nhà hoang?
cho hỏi các bạn nha, các bạn có thích khám phá những ngôi nhà bị bỏ hoang không vậy? Đấy, hay là đam mê cái cảm giác bóng tối và rùng rợn không mọi người? Có ai không? Nếu có thì video này chắc chắn sẽ làm cho các bạn thỏa mãn cực kỳ. Đây, một nhóm thanh niên cứng đã quyết định đi thăm một ngôi nhà bị bỏ hoang, nhưng mà họ chẳng thể nào biết được cái thứ gì đang đợi ở ngay trước mắt mình đâu. Vào trong nhìn ngắm các thứ cũng chẳng có thứ gì mới lắm ha, cho đến khi các thanh niên đi vào trong một căn phòng, chiếu đèn pin qua. Ủa, bất ngờ chưa? Một chị gái đang ngồi sẵn trên chiếc ghế để mời như vị khách không mời tới. Hello, how are you? Ôi, nhưng mà hình dáng của bà chị đáng sợ thiệt á chứ. Làn da thì trắng bệch, còn mái tóc đen dài xõa tung, diện một chiếc váy tím mộng mơ nữa chứ trời. Nhìn qua màn hình cũng đã cảm thấy rợn hết cả gáy rồi. Nếu ai mà gặp bà chị ngoài đời chắc cũng cảm thấy kinh hoàng và hốt dữ lắm ha. Thôi tạm biệt chị nha, chúng em chạy đây. Chạy tao đi chúng mày ơi. Đấy, combo khám phá nhà hoang trong đêm tối quả nhiên là hết nước chấm luôn các bạn ha. Độ sợ hãi tăng lên gấp 10 lần luôn á chứ. Thứ 7, ô tô ma. Bạn có đang sở hữu một chiếc xe ô tô siêu khủng không? Khoan, hãy đến cái độ khủng và đắt đỏ đi. Ô tô cũng là một nơi mà ma quỷ rất thích cư trú luôn đấy. Tại một tòa nhà chung cư, camera giám sát đã quay lại được một cảnh tượng hết hồn con chuồn chuồn luôn nha bà con. Chiếc ô tô đang từ từ tiến vào một khu tòa nhà nào đó. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi anh bảo vệ đi ra kiểm tra. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Chiếc xe lại không hề có người lái ở bên trong, và vô lăng thì trống trơn. Và rồi trên nóc ô tô bất ngờ xuất hiện một con quỷ mặc áo trắng toát, tóc đen dài rủ rượi, đang bò lổm ngổm cứ như xác sống vậy đó. Đến anh bảo vệ sau khi nhìn cũng phải hét toáng lên luôn, ngã vật ra đất và nhanh chóng chạy đi, chuồn ngay chứ còn cái gì nữa. Thì có lẽ sau cái pha này á, anh bảo vệ cũng muốn đổi nghề luôn á, hoặc là đổi ca sang làm ban ngày mất thôi. Các bạn đợi tí nha, tôi đi thay cái quần gây chứ nhiều mồ hôi quá rồi nè. Thứ 8, kẻ đột nhập ma quái. Cảnh báo nha, video này có thể gây sự sợ hãi cực kỳ mạnh. Các bạn nên chuẩn bị tinh thần và uống thuốc trợ tim trước đi nhé. Tại một cửa hàng, giữa đống thú bông đáng yêu được xếp thành đống, bất ngờ một chiếc đầu người từ từ xuất hiện và lấp ló. Hắn hốc hác, có mái tóc dài bết dính với nhau, hai con mắt trắng giả không có lòng đen, đang nhìn chằm chằm vào camera. Sau khi đoạn video đáng sợ này được lan truyền trên mạng xã hội, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Người thì cho rằng nó là một thứ thuộc về thế giới tâm linh, ma quỷ. Người lại cho rằng kẻ xâm nhập lại có thể là một người điên đi lang thang, đã tìm cách vào trong cửa hàng để mà ngủ nhờ. Mọi người đều muốn biết chi tiết về đoạn video này. Thế nhưng sau đó chủ nhân của video đã biến mất trong suốt cả tháng trời mà không hề đăng lên mạng bất cứ video hay là bài viết nào nữa. Cho đến tận bây giờ nha, kẻ xâm nhập này vẫn còn là một ẩn số. Thứ 9, chiếc xích đu ma quái. Đấy, những người bạn này đang có một chuyến đi dạo trong công viên, bất ngờ một anh chàng đã phát hiện được một hiện tượng thật sự rùng rợn các bạn. Chiếc xích đu trong công viên đang tự đung đưa qua lại, mặc dù không hề có bất cứ ai tác động hết. Anh chàng trong video cũng khẳng định không hề có cơn gió mạnh nào thổi qua, cứ như thể có một người vô hình nào đó đang ngồi và chơi đùa với cái xích đu vậy các bạn ơi. Bảo sao mà các cụ ta hay nói, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cũng đúng các bạn ha. Bạn nào thích đi đêm thì sau khi xem xong video này, bớt lại giùm tôi nha mọi người. Biết đâu một ngày bạn gặp phải thứ kinh dị nào đó thì sao hen. Thứ 10, ai ở đằng sau. Đừng bao giờ ở nhà mình vào buổi đêm và quay top top nha quý vị ơi. Một cô gái đang quay một đoạn video trên TikTok nhảy lên nào đấy. Thế nhưng dừng khoảng chừng là 2 giây. Các bạn nhìn thử ra phía cửa đi, thấy gì không? Một con quái vật với khuôn mặt gớm ghiếc siêu kinh khủng tởm đang ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào cô gái đang quay. Nhưng mà cô nàng vẫn chẳng hề hay biết luôn. Các bạn thân mến, trên đây là 10 đoạn video huyền bí và đáng sợ nhất trên Internet đấy. Các bạn có đang ở nhà một mình không vậy? Nếu như có sợ quá thì cùng tôi đến với chuyên mục Khán giả hỏi quay vô cực trả lời cho đỡ buồn, ở lộn cho đỡ sợ nha. Cùng tôi đọc qua những comment hay nhất trong video trước. Camera vô tình ghi lại những khoảnh khắc hài hước và trớ trêu nhất cả đời chỉ gặp một lần phần 1 nha. Bạn Lê Văn Luyện comment: em học xong là chạy vào xem kênh của anh liền, kênh của anh làm hay quá. Ý, cảm ơn bạn rất là nhiều, được khen mà vui quá trời quá đất nè các bạn ơi. Bạn Chuyển Cười đã chia sẻ như thế này: những khoảnh khắc vô tình đầy ấn tượng, hài hước, xem vui mắt lắm, ha ha ha. Đấy, thấy vui là phải like và share thường xuyên giúp tụi tôi nghe.
Cuối cùng là bình luận của bạn Lương Minh Phương như thế này: giọng anh hay quá, ngày nào em cũng xem anh hết. Đấy, nhớ là phải xem nhiều nhiều video của Nghiện Khám Phá tụi anh vô nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Các bạn ơi, đến đây thì video kết thúc rồi. Các bạn thấy video nào đáng sợ nhất, comment cho Nghiện Khám Phá được biết cái coi. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Nghiện Khám Phá. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video thú vị sau nhé. Còn bây giờ, bye.